Chào các bạn, mình là Lộc, quản trị viên tại website phòng lộc.com và xử lý lượng.com. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ diagram CFA SCM trên phần mềm Amos khi mà cái ma trận xoay của các bạn nó không có đủ cấu trúc nhân tố hoặc là cái cấu trúc nhân tố nó bị xáo trộn. Ở đây mình có một cái mô hình nghiên cứu như thế này ha. Thì mô hình này thường là mình sẽ hay xử lý theo dạng là mình chạy hội quy trên SPSS thôi. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình muốn xử lý nâng cao hơn, mình muốn đi qua cái phần phân tích nhân tố khẳng định với lại mình chạy SCM để mình đánh giá được cái độ phù hợp của mô hình. Ok, thì với mô hình này á, do nó đã phân ra được cái vai trò độc lập với lại phụ thuộc rồi ha. Bên này là 6 yếu tố độc lập này, còn bên này là biến phụ thuộc. Thì cái việc phân ra vai trò độc lập phụ thuộc nó rất là rõ ràng rồi. Thì mình sẽ chạy if I riêng cho độc lập và if I riêng cho phụ thuộc. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy if I cho các nhân tố độc lập. Mình có cái file dữ liệu đây rồi ha. Các yếu tố độc lập là từ TL1 này cho tới DK. Mình đưa vào này. Ở đây thì mục đích của mình là mình muốn lấy cái phân size lớn nhất ha, chứ mình không phải là mình lấy cấu trúc nhân tố phù hợp nhất đó, nên là mình sẽ chọn là cái principal component là cái PCI. Rồi cái rotation thì mình sẽ chọn là very max ha. Ở đây mình cũng chọn cái hệ số tả là 0.4 đi cho lọc ra mặt trận xoay. Ở đây nè, các bạn lưu ý á, trong cái video hướng dẫn chạy CFA trên kênh YouTube Phạm Lộc Blog kia trước á, thì mình nói là phải chạy cái quay là ProMax đó, còn cái phép trích nó là extraction. Ở đây mình sẽ chọn là acid factoring ha, PAF. Thì không nhất thiết ha. Ở đây cái phần EFA nó sẽ tách riêng với lại cái CFA. Nên là ở EFA á, bạn chạy phép trích hay là phép xoay gì tùy các bạn thôi. Với phép quay là principal component hay là PCI á, kết hợp với lại phép quay Varimax thì chúng ta sẽ có được cái phương xa trích của dữ liệu nó lớn nhất. Có nghĩa là chúng ta còn đánh giá là những cái nhân tố mà nó được trích á, nó giải thích được bao nhiêu phần trăm cái biến thiên của cái dữ liệu đầu vào đó. Còn với phép trích là PAF kết hợp với lại phép quay là ProMax thì chúng ta sẽ có được cái cấu trúc nhân tố ở cái phần ma trận xoay á, là cái ma trận này này các bạn, nó có được cấu trúc nhân tố nó phân nhóm rõ ràng nhất và nó ít bị tình trạng là một biến nó tả lên ở hai hay là ba nhân tố như là cái kết quả từ Varimax với lại PCI ha. Nói chung là ở phần EFA tùy mục đích của bạn mà bạn sẽ chọn là PCI kết hợp với Varimax hay là PAS kết hợp với lại ProMax thôi. Còn ma trận xoay nào các bạn chạy ra ở cả hai phương pháp các bạn đều đưa được vào trên phần mềm Amos để các bạn xử lý nha. Có nghĩa là ở đây EFA nó tách riêng với CFA, chứ không phải là các bạn phải có cái ma trận xoay thì các bạn mới đưa được vào cái Amos, hay là các bạn phải có chạy bằng ProMax để các bạn lấy được cái bảng pattern matrix thì các bạn mới đưa được vào Amos. Thì trên Amos chúng ta sẽ khuyến nghị là sử dụng cái pattern matrix dựa trên cái phép trích là PAF với lại phép quay là ProMax để nó phân ra cấu trúc rõ ràng nhất, thì nó hỗ trợ tốt hơn một chút cho cái phần CFA, chứ không phải là cái bảng ma trận xoay là rotated component matrix này nè, nó không thể sử dụng được trong CFA nha các bạn. Với cái mục đích của cái bài nghiên cứu này thì mình muốn trích ra được cái ma trận xoay mà ở đó các cái nhân tố được trích là 6 nhân tố được trích ở đây, nó giải thích được nhiều nhất cái biến thiên dữ liệu, cái phương sai của dữ liệu của tất cả những cái biến quan sát mình đưa vô. Thì mục đích của mình là như vậy, nên là mình sẽ chạy lấy cái bảng này chứ mình không có lấy cái bảng pattern matrix. Với kết quả ma trận xoay mình chạy ra như thế này, có biến LD7 này, LD5 này với lại DN4, ba biến này là ba biến xấu trong EFA ha. Biến LD7 thì cái hệ số tả của nó quá là nhỏ, nó dưới 0.5, nó không hiện đây luôn, thậm chí nó dưới 0.4 nữa, nên biến này bị loại nè. Rồi cái biến LD5, biến này thì trên là hệ số tả của nó 0.444 với lại 0.511 á, nó trên nhau chỉ 0.1 thôi, có nghĩa là cái biến LD5 này nó vi phạm cái tính phân biệt nên biến này sẽ bị loại. Tương tự với biến DN4 cũng tả lên hai nhân tố ha, nghĩa là ở đây mình sẽ loại đi ba cái biến quan sát là LD7, LD5 với lại DN4, mình sẽ loại nè. Rồi, bây giờ mình đã có một cái ma trận xoay, nó gồm 6 cái cấu trúc nhân tố độc lập và nó không còn biến xấu nữa. Bây giờ mình sẽ đưa cái ma trận xoay này vào cái phần Amos ha. Ở đây mình đã mở sẵn cái giao diện Amos rồi, mình cũng đã import dữ liệu vào rồi ha. Bây giờ mình chỉ vẽ cái ma trận xoay thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ copy này. Không nhất thiết cái bảng nó phải là pattern matrix nha các bạn, mình vẫn lấy cái bảng này được nè. Rồi mình dán nè, mình sẽ dùng cái plugin ha, plugin. Rồi mình create diagram nè.
Đó, các bạn có thể thấy là cái mai rộng xe mình vẫn vẽ ra bình thường, nó không có vấn đề gì ở đây cả. Rồi, bây giờ cái CVA chúng ta muốn chạy chung cả cái biến phụ thuộc ở trong đó nữa. Mặc dù EVA là chúng ta chạy riêng, bởi vì vai trò nó chia ra là độc lập với lại phụ thuộc, nhưng mà CVA chúng ta có thể chạy chung được ha. Còn các bạn muốn chạy riêng CVA giữa độc lập với phụ thuộc thì nó vẫn được thôi. Nhưng mà thường thường thì chúng ta CVA chúng ta có thể chạy chung độc lập với phụ thuộc, nếu mà cái biến phụ thuộc nó không có bị vi phạm cái tính phân biệt với lại các cái biến độc lập thì chúng ta nên chạy chung. Còn trường hợp mà nó bị vi phạm, có nghĩa là các cái biến độc lập nó tác động mạnh quá lên cái biến phụ thuộc, thì lúc này cái biến phụ thuộc nó sẽ vi phạm cái tính phân biệt với lại các cái biến độc lập, thì chúng ta nên chạy CVA riêng. Còn ở đây mình muốn test nguyên cả cái mô hình trên cái phần CVA luôn, để mình test xem thử là cấu trúc biến phụ thuộc nó có bị vi phạm tính phân biệt hay không. Nếu nó không vi phạm tính phân biệt thì mình sẽ giữ cái CVA trọn bộ các cấu trúc của mô hình luôn, cả độc lập với lại phụ thuộc. Rồi, ở đây hiện tại mình đã có các yếu tố độc lập rồi, bây giờ mình muốn bổ sung thêm phần phụ thuộc á, thì các bạn cũng sẽ chạy EVA. Cái mục đích của cái việc chạy EVA cho biến phụ thuộc á, là chúng ta sẽ xác định được là những cái biến này nó phù hợp để nó dùng cho cái phần CVA. Rồi, mình cũng chạy, thì ở đây nó hội tụ được một nhân tố ha, và không có biến nào xấu hết. Tức nghĩa là ba cái biến quan sát của cái biến phụ thuộc HL123 này này, nó đều có ý nghĩa trong mô hình, và chúng ta sẽ đưa nó vào cái phần CVA. Các bạn thấy cái biến phụ thuộc này này, nó có ba biến quan sát. Chúng ta sẽ nhìn trên cái diagram, cái nào mà có ba biến quan sát á, thì chúng ta sẽ mượn nó ha. Trường hợp mà không có là chúng ta dùng 4 hoặc là 5 hay là 2 gì đó, rồi chúng ta nhân thêm, không có vấn đề gì cả. Và thường thường thì mình sẽ ưu tiên là thằng nào nó cùng cấu trúc á, ví dụ thằng DN này nó cũng có ba biến quan sát, thì chúng ta sẽ nhân cái cấu trúc DN này lên và chúng ta sẽ thay tên biến HL vào, thì chúng ta sẽ rút gọn được rất là nhiều thời gian, thay vì việc chúng ta phải vẽ thủ công bằng cái công cụ này. Đó, công cụ này chúng ta vẽ nó không có đồng bộ, với lại nó mất rất là nhiều thời gian, với lại nó không có đẹp. Chúng ta sẽ sử dụng tới công cụ copy của cái phần Amos này. Công cụ copy chính là công cụ máy in đó các bạn. Nó là cái này ha, icon này. Rồi, do chúng ta sẽ copy cả một cái cấu trúc nhân tố, có nghĩa là cả một cái nhóm DN này này, nên chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng là copy cả một cấu trúc ha, chứ không phải là copy một cái đối tượng. Mỗi cái hình tròn, mỗi cái hình vuông, mỗi cái mũi tên như thế này, nó được gọi là một cái đối tượng. Còn kích cho cái này này thì nó hiểu là đang làm việc với lại cả một cái cấu trúc. Lúc này chúng ta sẽ thấy là cả hai biểu tượng copy với lại biểu tượng cả một cái nhóm á, nó sẽ sáng lên là nó phù hợp rồi nha các bạn. Lúc này chúng ta sẽ di chuyển chuột vào nhân tố số 6, các bạn nhấp chuột trái và các bạn nhấn giữ để các bạn kéo nó ra nha. Thì các bạn thấy này, mình đang giữ chuột đó, thì mình kéo nó ra, nó sẽ được một cái nhân tố như thế này. Như vậy là chúng ta đã nhân ra được một cái cấu trúc nhân tố rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thay tên biến thôi. Đó, các bạn dùng biểu tượng mũi tên một ngón tay này, các bạn nhấp vào này, rồi các bạn đổi tên. Biến DN1 chúng ta đổi tên là HL1, DN3 thì chúng ta sẽ đổi là HL3 chẳng hạn, hay là các bạn để HL2 cũng được, mình để HL2 đi. Rồi ở đây mình để HL3, tùy các bạn, các bạn muốn đặt như thế nào cũng được ha, miễn nó có đủ HL1, HL2, HL3 được rồi. Đó, rồi cái biến số 6 thì chúng ta đổi tên nhân tố HL. Đó, rồi các bạn nhớ này nha, khi mà chúng ta copy nó ra đó, thì cái phần mà sai số này này, nó sẽ bị trùng lắp với cấu trúc nhân tố chúng ta đã copy, nên là chúng ta phải xóa đi cái phần này đi, xóa hết những cái phần nội dung ở những cái biến này này. Chúng ta đổi lại, ví dụ là 26 đổi thành 27 này, 27 thì đổi thành 28 này, rồi 26 thì đổi thành 29 đó. Bởi vì các bạn rất là hay dễ sai cái chỗ này, các bạn hay quên á, rồi các bạn để cho nó trùng lắp cái tên biến á, thì khi chạy ra nó sẽ trùng cái sai số, nó không có thể chạy được, bởi vì hai sai số này nó được khai báo tới 2 lần. Trường hợp mà nhân tố nó nhiều quá hay là các bạn copy nó nhiều quá thì cái việc mà đổi tên thủ công như này nó rất là chậm. Thì các bạn khi mà nhân ra đó, các bạn sẽ xóa đi, xóa cái nội dung này đi này, xóa hết đi, đó, xóa sạch. Rồi các bạn sẽ dùng cái plugin này, rồi các bạn chọn là name unobserved variables, thì nó sẽ tự động điền vào những cái phần sai số này và nó không bị trùng lắp với những cái sai số nó đã có tên sẵn. Đó, nó hay ở chỗ đó nha các bạn. Thêm một cái vấn đề nữa đó là phần mềm Amos á, lâu lâu nó hơi bị lắc đó. Khi mà các bạn nhân cái nhân tố ra đó, thay vì các bạn phải gõ thủ công tên biến này, thì các bạn không nên làm như vậy nha. Nó có thể là bị chứa dấu trắng hoặc là cái ký hiệu nó khi nhận khi không á, phần mềm nó sẽ không xác định được tên biến ở trong SPS. Nên là mình khuyến khích các bạn ở cái phần tên biến á, thay vì các bạn phải gõ thủ công thì các bạn phải mở cái variable trong data này nè. Đó, cái biểu tượng này nha các bạn. Các bạn kéo nó ra nè, nó sẽ hiển thị đầy đủ những cái tên biến ở trong cái file dữ liệu SPS của các bạn. Và lúc này á, các bạn sẽ giữ, các bạn kéo cái tên biến, các bạn thả vào cái biểu tượng này,
đó, khi các bạn rê chuột vào nó hiện màu đỏ là đúng nha, còn nó hiện ở ngoài á, là chưa có đúng, các bạn phải đưa đúng vào màu đỏ nha. Đó, và các bạn kéo thả vô này, màu đỏ này, kéo thả vô này. Đó, ở cái phần tên biến các bạn nên làm như vậy để nó tránh những cái sai sót phát sinh. Sau khi đã xong rồi các bạn di chuyển thôi. Đó, các bạn cũng kích vào biểu tượng cái xe này, rồi các bạn kích vào biểu tượng chọn cả một nhánh, rồi các bạn di chuyển nó thôi. Các bạn để cho nó đúng này. Đó. Rồi đó, nó đúng rồi nè. Rồi lúc này các bạn giữ nút shift. Các bạn kéo lên kéo xuống thì nó sẽ không bị chệch khỏi cái đường dọc á. Đó. Các bạn kéo nó thả này. Thấy chưa? Thì bây giờ nó khớp rồi. Rồi các bạn vẽ cái mũi tên hai chiều, các bạn nối nó lại. Đó, thì một cái thao tác nhanh á, khi mà các bạn nhân nhân tố ra thì thay vì các bạn phải di chuyển nó ra bên ngoài rồi các bạn phải kéo nó lại á, thì khi nhân nhân tố này, các bạn chọn vào biểu tượng chọn một nhánh nha. Rồi các bạn chọn vào biểu tượng cái máy in nè. Các bạn cũng kéo nó ra. À, kéo ra nè. Nhưng mà lúc này á, đồng thời các bạn sẽ giữ nút shift trên bàn phím của các bạn đó, thì nó sẽ di chuyển cho các bạn nhân tố này theo đường thẳng. Thì các bạn sẽ không còn phải kéo để các bạn canh chỉnh cho nó thẳng hàng nữa. Đó, lúc này nó thẳng hàng rồi nè các bạn. Rồi các bạn di chuyển tới vị trí các bạn muốn rồi các bạn thả ra. Đó, rồi. Trường hợp các bạn nhân nhân tố, giả sử các bạn không dùng cái nhóm DN mà các bạn nhân từ cái nhóm DT. Chúng ta có 5 cái biến quan sát. Thì khi nhân ra, rồi các bạn sẽ xóa đi bớt 2. Đó, xóa đi 2. Rồi các bạn còn 3. Rồi chúng ta cũng làm tương tự. Các bạn xóa sai số, các bạn điền vào name unobserved variable, rồi chúng ta cũng kéo tên biến các bạn thả vào. Nhưng mà lúc này các bạn để ý nè, một cấu trúc nhân tố á, nó luôn phải có một cái mũi tên được khai báo là cái số 1. Thì ở đây này, ba cái mũi tên này nó không có số 1, thì các bạn bắt buộc phải nhấp đôi vào một mũi tên và các bạn phải khai báo cho nó một số 1 nha, thì mô hình nó mới xác định và nó mới chạy được. Tình huống có thể xảy ra là khi các bạn nhân á, các bạn lại xóa đi cái mũi tên có số 1 đi, thì khi các bạn điền thông tin xong hết rồi thì nó lại bị sót đi cái chỗ là mình quên gán cái số 1 cho một trong các cái mũi tên này, thì mô hình nó lại không xác định, thì nó sẽ không có chạy được. Đó, nên các bạn cũng lưu ý chỗ này nha. Trường hợp mà các bạn không muốn nhân á, các bạn muốn vẽ thủ công thôi, thì các bạn sẽ dùng cái công cụ này này. Đó, các bạn nhấp vào một cái này thì nó sẽ ra cái biến tiềm ẩn nha. Các bạn nhấp, ví dụ là ba biến quan sát thì chúng ta nhấp 3 lần, 1, 2, 3. Rồi đó, chúng ta sẽ quay cái này lại này. Quay lại. Rồi chúng ta điều chỉnh thôi. Tắt con vàng. Bây giờ kích thước của nó không có đồng bộ đúng không? Chúng ta sẽ làm cho nó đồng bộ kích thước. Chúng ta sẽ dùng tới công cụ là copy thuộc tính. Công cụ này nha các bạn. Công cụ này này. Rồi, chúng ta muốn copy cái kích thước của cái hình này nè, chúng ta bỏ cho cái hình này để cho nó đồng bộ về size đó các bạn. Thì chúng ta sẽ nhấp vào cái phần height với lại width. Đó, hai cái này. Chúng ta cũng copy luôn cả cái thuộc tính về kích thước phông chữ. Chúng ta sẽ nhấp vào cái này ha. Ba cái là height. Ba cái là height nè, width với lại phông ha. Rồi, chúng ta sẽ di chuột, chúng ta để cái bảng này cho nó sáng như thế này nha. Rồi chúng ta sẽ di chuột vào cái ô số 6 hoặc là số 5 hoặc là số 4, số 3 gì đây cũng được ha. Miễn là chúng ta muốn copy cái thuộc tính của cái ô đó, chúng ta bỏ vào này thì chúng ta di chuột vào cái ô đó là được rồi. Rồi, mình sẽ nhấp chuột và giữ kéo thả vào cái hình tròn này. Đó, thả. Thì lúc này nó sẽ nhân hết toàn bộ thuộc tính của bên này cho bên này. Chúng ta đặt tên biến cho nó này. Đặt tên biến test này, variable name. Ví dụ là HL chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ đồng bộ kích thước với lại cái chữ viết ở đây nha. Rồi tương tự chúng ta sẽ copy thuộc tính của cái biến quan sát cái ô này cho những cái ô vuông này. Rồi chúng ta cũng làm tương tự, nhấp vào này. Chúng ta cũng tích vào cái height width với lại phong. Đó, chúng ta cần copy cả ba thuộc tính. Trường hợp mà các bạn không muốn copy phong, các bạn bỏ tích ra. Đó, tùy các bạn thôi. Rồi, mình sẽ cũng copy nè. Mình copy, mình di chuột vào này. Mình nhấp chuột, rồi mình giữ, mình kéo thả qua bên này. Khi kéo thả qua bên này xong rồi, thì mình lại lấy thuộc tính của con này, mình bỏ qua con này. Rồi lấy thuộc tính của con này, bỏ qua con này, cho nó nhanh. Rồi, cũng tương tự mình lấy thuộc tính của sai số nha. Thuộc tính sai số này, bỏ qua sai số này. Nhớ cho nó hiện màu đỏ nha các bạn. Màu đỏ là bỏ đúng đó. Màu đỏ là bỏ đúng nha. Bây giờ kích thước nó đã đồng bộ rồi, nhưng mà cái cân chỉnh thì nó lại chưa có được.
ha, thì chúng ta bắt buộc phải kéo thủ công thôi. Cái thằng Amos này nó không có cái công cụ là canh chỉnh, nó cũng có đó, có nghĩa là có ở đây nè. Đó, chúng ta sẽ dựa vào cái vị trí của X với lại của Y này. Nhưng mà cái này nó hơi rối, thì thay vì như vậy các bạn kéo tương đối là được rồi. Các bạn kéo thủ công thôi cho nó nhanh nha. Các bạn di chuyển cả một nhánh trước nè. Các bạn để cho thằng này nó xem nhau trước đi. Rồi, ở đây nè. Đó, bây giờ các bạn sẽ kéo cái sai số ra trước ha. Sai số nó nằm ở ngoài cùng nè, thì kéo sai số trước, xong rồi mới kéo cái thằng biến quan sát nha. Kéo sai số thì các bạn phải chọn từng đối tượng, chứ các bạn không để biểu tượng là chọn một nhóm được. Các bạn tắt đi nè. Rồi các bạn tích chọn vào cái ba cái sai số, các bạn kéo cùng một lượt cho nó thẳng hàng nha, chứ đừng có tích từng cái. Rồi các bạn dùng biểu tượng cái C, rồi các bạn kéo. Rồi các bạn thấy nó bị dính thằng này nè. Thì chúng ta Ctrl Z lại nha, Ctrl Z. Rồi các bạn bỏ chọn cái thằng màu xanh này đi. Đó, chỉ chọn ba cái thôi nè. Chúng ta đưa chuột vào biểu tượng cái C. Chúng ta di chuyển lại nè, canh cho nó thẳng hàng nha. Rồi tương đối là được rồi. Đó, ok. Rồi chúng ta bỏ chọn nó đi nè. Nó tắt màu xanh là bỏ chọn nha. Bây giờ chúng ta cũng làm tương tự, chúng ta sẽ kéo ba cái hình này. Chúng ta sẽ kéo ba cái hình biến quan sát, chúng ta bỏ cho nó thẳng hàng nha. Chúng ta cũng chọn nè. 1 2 3. Đó. Rồi ok, chúng ta chọn vào biểu tượng công bằng, chúng ta kéo lên. Cái mũi tên ở giữa nó hơi lắc thôi, chứ thực sự là khi kéo nó tự động mũi tên nó sẽ đi theo thôi. Đó. Lúc này chúng ta sẽ đặt tên biến thôi. Rồi, tóm lại vấn đề ở đây là gì? Amos là công cụ vẽ thủ công hoàn toàn. Còn cái plugin là Python Matrix Model Builder á, nó là cái plugin nó được phát triển bởi các cái nhà làm nghiên cứu như là chúng ta gì đó. Thì các cái nhà nghiên cứu này thay vì họ vẽ thủ công á, thì họ cực quá, nên là họ mới tự họ xây dựng lên một cái plugin để nó rút gọn cái thao tác là chúng ta sẽ chuyển từ cái mặt trận xoay, chúng ta đưa vào cái phần mềm Amos để chúng ta vẽ CFI diagram CFI. Nên là khi các bạn cạo plugin không được, hay là mặt trận xoay của các bạn nó không có đủ biến, thì các bạn cứ quay lại các bạn dùng những cái công cụ của Amos có sẵn để các bạn vẽ thêm thôi, nó không có vấn đề gì cả. Những công cụ bên này các bạn có thể sử dụng, các bạn làm được tất cả mọi vấn đề trên cái phần Amos này. Để hiểu và sử dụng đúng những cái công cụ này nè, các bạn sẽ vào YouTube. Rồi các bạn gõ là làm quen Amos, các bạn thêm đuôi là Phạm Lộc Lóc ha, thì các bạn sẽ thấy cái video là làm quen với các công cụ trên Amos của Phạm Lộc Lóc này. Thì các bạn nên xem cái video này để các bạn nắm được cách sử dụng với lại cách thao tác những cái công cụ của Amos, để mà các bạn có thể vẽ được tùy ý, các bạn không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ cái plugin nào cả. Rồi ok, đó là tất cả nội dung chính của video này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.